Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, thảo luận về 3 dự án luật và 3 đề nghị xây dựng luật. Vĩnh Long tổ chức tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm, một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa, thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Dưới buổi làm việc có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, các cán bộ chủ chốt, các đơn vị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành hữu quan, ngành Kiểm sát Nhân dân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao ngành Kiểm sát Nhân dân về kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngành Cảnh sát Nhân dân đã chủ động quyết liệt vào cuộc cùng các cơ quan chức năng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành kiểm sát sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp và xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm phòng truyền thống Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 để thảo luận về 3 dự án luật và 3 đề nghị xây dựng luật, gồm luật hóa chất sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, và các đề nghị xây dựng luật, luật dữ liệu, luật phòng bệnh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đột phá về hoàn thiện thể chế nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ ưu tiên nguồn lực con người, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chính phủ đã tổ chức 26 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế tháng 9 năm 2021, cho ý kiến xem xét thông qua đối với gần 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua, hơn 60 luật nghị quyết, ban hành hơn 350 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 85 quyết định quy phạm. Riêng trong năm 2024, Chính phủ đã tổ chức 4 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến thông qua đối với 20 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết, dự án luật. Cho rằng 6 nội dung tại phiên họp xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2024 đều là các nội dung có phạm vi rộng, nội dung phong phú. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ, tiếp tục tinh thần đổi mới, trao đổi về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận xin ý kiến Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe tờ trình tóm tắt về 3 dự án luật và 3 đề nghị xây dựng luật, báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định về các dự án luật, đồng thời thảo luận về các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau tại các dự án luật. Tiếp tục chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay thảo luận về dự thảo nghị quyết, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.
Trong 6 tháng cuối năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và giao chính phủ tổ chức thực hiện. Các quỹ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi còn nhiều khó khăn, nên nếu tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ giúp các đối tượng tiêu dùng có động lực chi tiêu, tạo dư địa cho phục hồi sản xuất kinh doanh. Qua đó cũng tạo động lực cho doanh nghiệp duy trì và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ hoàn thiện tờ trình, Ủy ban Tài chính Ngân sách hoàn thiện báo cáo thẩm tra, thể hiện chính kiến để gửi các đại biểu Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội sẽ có công văn đề nghị các đại biểu Quốc hội cho phép không đọc tờ trình, báo cáo thẩm tra trước Quốc hội mà thảo luận tại tổ, sau đó tổng hợp và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của Quốc hội về kỳ họp. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải quyết, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Trong 3 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện đồng bộ, có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nêu cao ý chí tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 3 năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2 triệu 500 ngàn người, hỗ trợ xây dựng 6.613 căn nhà đại đoàn kết cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 3 năm qua, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân đã nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống quyết chiến quyết thắng và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi tọa đàm có Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4. Về phía lãnh đạo tỉnh có bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự tọa đàm khoa học còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Trong cuốn sách có sự kết hợp nhân nghĩa giữa truyền thống dựng nước đi đôi với dựng nước của dân tộc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động của đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện tư duy sáng tạo, sự sâu sắc, quyết liệt, trách nhiệm của đồng chí luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu đảng ta đã góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy về lý luận của đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng. Qua 24 bài tham luận gửi đến tọa đàm, 8 tham luận trực tiếp và 1 ý kiến phát biểu tại tọa đàm đã làm nổi bật nội dung các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện trong tác phẩm, khẳng định sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm. Sự lãnh đạo của đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, phát triển thắng lợi của quân đội trong mọi giai đoạn cách mạng, bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
đối với quân đội nhân dân, tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, nhờ không ngừng bổ sung, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ vững vai trò lãnh đạo đối với quân đội trong mọi tình huống, mọi giai đoạn lịch sử. Đó cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta. Bên cạnh các tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long cũng đã có nhiều tham luận, thể hiện nhận thức sâu sắc về tác phẩm. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chỉ huy các cấp. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phải kiên định nguyên tắc và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu kết luận tọa đàm, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, với tư duy lý luận sắc bén và trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, các bài viết, bài phát biểu trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối chính sách quốc phòng an ninh, để lại những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp trong quân đội, tôi trân trọng đề nghị các đồng chí quan tâm lãnh đạo tổ chức đội sinh hoạt, học tập, nghiên cứu quán triệt, làm lan tỏa mạnh mẽ những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm. Tác phẩm Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang cho công tác xây dựng quân đội, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đây là cơ sở để Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới. Chiều nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm tổng kết đánh giá hoạt động và phong trào hội trong nhiệm kỳ thứ ba 2019-2024 và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội về phía Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có ông Quang Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các hội doanh nhân trẻ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Vĩnh Long, đến tham dự đại hội có ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, các sở ngành liên quan. Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy phát triển hội viên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long còn quan tâm đổi mới các hoạt động của hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội viên. Trong đó, nhiều mô hình mới được triển khai, góp phần vào việc liên kết hợp tác phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kết nối cung cầu, thúc đẩy xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, như chương trình cà phê doanh nghiệp, chương trình hợp tác phát triển du lịch và giới thiệu thúc đẩy các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc thù với hội doanh nhân trẻ trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ đã vận động các hội viên đóng góp gần 10 tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ mới, hội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và khởi nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động hướng tới cộng đồng, xây dựng hình ảnh người doanh nhân trong thời kỳ hội nhập, vừa sáng tạo, năng động, tạo ra của cải cho xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng.
Tại đại hội, thay mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch hội, đánh giá cao những kết quả Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua và lưu ý trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long cần tập trung củng cố kiện toàn hoạt động hội, quan tâm đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho hội viên, trau dồi bản lĩnh chính trị, đề cao đạo đức văn hóa trong kinh doanh, hỗ trợ doanh nhân thanh niên trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, những doanh nhân trẻ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo. Tôi đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa đạo đức kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật quy định của nhà nước. Các doanh nhân trẻ cần thích ứng, không ngừng đổi mới doanh nghiệp về mọi mặt, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, tích cực tham gia các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2024-2029 với 23 thành viên. Nhân dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã khen thưởng cho 6 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào của hội nhiệm kỳ qua. Được thành lập từ năm 2013, đến nay Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long có gần 80 hội viên là những doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Với tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, tự vươn lên và sự hỗ trợ tích cực từ phía hội, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Thành lập và đi vào sản xuất năm 2018 và là hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, với sự hỗ trợ tích cực của hội và các sở ngành liên quan, nên đến nay hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Putin đã đi vào nề nếp. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã đứng vững trên thị trường các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với sản lượng tăng trưởng bình quân trên 20% một năm, doanh thu mỗi năm đạt gần 100 tỷ đồng. Thông qua hội, chúng tôi sẽ được tiếp xúc với quý lãnh đạo của sở ban ngành, có những cái điều kiện trình bày khó khăn với lãnh đạo để cho lãnh đạo tháo gỡ, từ đó thì giúp doanh nghiệp là phát triển được tốt hơn. Ở hội thì cũng có những cái chương trình xúc tiến thương mại, những cái chương trình xúc tiến đầu tư về cái xây dựng thương hiệu, thì Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long cũng đã giúp cho công ty Putin chúng tôi đã xây dựng được cái tiêu chuẩn về cái sản xuất là ISO 9001-2015, và kể cả là những cái giấy tờ liên quan như là đủ điều kiện sản xuất. Thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chương trình kết nối giao thương, tổ chức cho hội viên tham gia các cuộc hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Thực hiện chương trình thanh niên đồng hành cùng hàng Việt, kết nối cung cầu các sản phẩm đặc sản của doanh nghiệp, tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long, ký kết cùng Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh chương trình hợp tác phát triển du lịch và giới thiệu kết nối quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù giữa hai địa phương. Hỗ trợ hội viên tham gia đoàn công tác giao thương xúc tiến thương mại đầu tư du lịch cùng lãnh đạo tỉnh tại Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, Lào. Ngoài ra, thông qua hoạt động kết nối, các doanh nghiệp và các sở ngành liên quan tổ chức nhiều buổi hội thảo và chương trình cà phê kết nối để hội viên trao đổi, giao lưu, quảng bá sản phẩm. Hội nhân trẻ cũng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều, làm cầu nối để làm sao các doanh nghiệp Vĩnh Long gắn kết với một số cái doanh nghiệp trong hội nhân trẻ cả nước để khi là ký hợp đồng liên kết trao đổi hàng hóa rất là thuận lợi, hỗ trợ cho nhau để làm sao phát triển kinh tế cho tỉnh nhà. Với cái lợi thế của hội doanh nhân trẻ là có một cái mạng lưới hội các hội viên, các cái doanh nghiệp phụ cấp các cái tỉnh thành. Vì vậy thì chúng tôi cũng tận dụng cái cơ hội này để mà chúng tôi hỗ trợ các cái doanh nghiệp kết nối các cái doanh nghiệp trong tỉnh với nhau, rồi các cái doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh liên kết tổ chức thường xuyên các cái kỳ mà cà phê doanh nghiệp, rồi đối thoại doanh nghiệp với chính quyền địa phương để mà tháo gỡ những cái khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với sự hỗ trợ tích cực từ phía Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long và các sở ngành liên quan, hoạt động sản xuất kinh doanh của những hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long đã đạt hiệu quả tích cực.
Hàng năm, Hội Doanh nhân trẻ đã vận động các hội viên đóng góp gần 2 tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, như thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tham gia xây dựng nông thôn mới. Vĩnh Long đang thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, doanh nghiệp tham gia đổi mới sáng tạo với sự hỗ trợ có trách nhiệm từ tổ chức hội và các sở ngành liên quan, cùng sự chủ động của các hội viên Hội Doanh nhân trẻ trong đổi mới tư duy kinh doanh, sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều nay, giá mỗi lít xăng tăng từ 170 đồng đến 260 đồng một lít. Giá mặt hàng dầu, trừ mặt hàng dầu mazut thì cũng tăng từ 220 đồng đến 300 đồng một lít tùy loại. Theo đó, sau điều chỉnh, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng RON 95 là 22.230 đồng một lít, tăng 260 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 21.310 đồng một lít, tăng 170 đồng một lít. Dầu diesel có giá 19.640 đồng một lít, tăng 220 đồng một lít. Dầu quả giá 19.850 đồng một lít, tăng 300 đồng một lít. Riêng dầu mazut có giá 16.880 đồng một kg, giảm 400 đồng một kg. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng từ quỹ này. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày diễn ra, tối qua tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Quế 2024 đã khép lại bằng bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật đầy màu sắc tại Điện Kiến Trung. Đây là chương trình nghệ thuật đậm chất Quế với tinh thần giao lưu văn hóa nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Những hình ảnh ấn tượng tại lễ bế mạc tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Quế 2024 sẽ nối tiếp chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Của âm thanh và ánh sáng mang tên Về Quế Festival vừa rồi còn là lời cảm ơn dành cho những người bạn gần xa đã đến với mảnh đất cố đô cùng nhau quà mình trong những khoảnh khắc trọn vẹn không khí sôi động của Festival Quế mùa hè năm nay. Và hình ảnh về sự kiện này cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.